Xin mời nhà gái. Wow, một cô gái thật là nóng bỏng. Mời nhà trai. Thôi mời anh ngồi. Thôi mời nhà gái giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào anh Quyền Linh cùng toàn thể khán giả đang tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Mỹ Hạnh. Em sinh năm 91. Hiện tại em đang ở khu vực Đồng Nai. Công việc của em là chủ của một shop mỹ phẩm, cũng kinh doanh, và hai mẹ con em đang sinh sống tại Đồng Nai luôn. Dạ em rất vui vì hôm nay được tham gia chương trình này. Tại vì em đăng ký tham gia cũng khá là lâu rồi đó. Rồi, mời em trai. Em là Cường, đến từ Bình Dương. Công việc thì là kinh doanh, nhà trọ với cầm đồ. Em là gì Cường? Võ Văn Cường. Võ Văn Cường. À. Em sinh năm mấy Cường? Em sinh năm 1986. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì Cường? Em thì ưu điểm thì em sống có trách nhiệm, cũng thương người. Khuyết điểm thì em thường hay nói chuyện kiểu với người ngoài thì mình nhỏ nhẹ, nhưng người trong nhà thì mình có hay cáu gắt, nói nặng lời á. Ủa sao kỳ vậy, sao người ngoài mình nói nhỏ nhẹ mà người trong nhà mình lại nói nặng lời cáu gắt? Vâng. Là em có tìm hiểu nguyên nhân tại sao vậy không? Em không hiểu, đang cũng nhiều lúc cũng, nhưng mà trong lòng thì vẫn thương người đó. Tức là mình bản tính nó vậy đúng không? Đúng rồi, bản tính như vậy. Mình vẫn suy nghĩ là mình biết mình thương người đó và mình cũng kìm nén, nhưng mà nhiều lúc kìm nén được nè, nó nói ra. Cái này là em nói được nè, thì anh nghĩ rằng em sẽ suy nghĩ được. Nhà gái đã nghe rồi, bây giờ tới nhà gái nè, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em rất là vui vẻ, hòa đồng, em thương người, giúp đỡ người khác. Cũng chính vì cái ưu điểm đó mà nó cũng khiến cho em trở thành cái khuyết điểm luôn. Tại vì em rất là hay giúp đỡ người khác, cho nên đôi lúc em bị người ta gạt á chị, cũng nhiều chứ không phải là ít. Còn cái khuyết điểm của em thì em hơi nóng tánh, nhưng mà nóng thôi chứ em cũng không có làm gì hết. Em nhiều khi em nóng quá, em tức quá thì em sẽ không nói nữa. Bên ngoài xã hội á thì sao cũng được hết, nhưng mà chỉ cần những người trong gia đình của em á, hoặc là người thân, người yêu thương em mà nói những cái lời mà nó hơi nặng á thì em sẽ rất là dễ bị tổn thương. Chết rồi, bên kia thì nói ngọt với người ngoài, còn nói nặng với người nhà đó. Dạ em cũng hơi sợ điều đó, tại vì em đã từng trải qua cái chuyện sống với chồng em cũng na ná giống như vậy á. Em sợ na ná gì luôn á hả? Lúc nãy khi mà em có giới thiệu nơi của em ở, là hai mẹ con em đang ở, thì chị Lan cũng đang thắc mắc là không biết là hai mẹ con là em với mẹ hay là em với con. Dạ em với con em ạ. Tức con là em là hiện tại đang 4 tuổi, bé đã đi học mẫu giáo ạ. Rồi ở Đồng Nai chỉ có hai mẹ con thôi hả? Dạ đúng rồi, cho nên cũng hơi buồn. Còn nhà đó là mình... Dạ mình... em thuê để em kinh doanh và ở luôn ạ. Bên đây thì vừa có tiệm cầm đồ mà vừa có nhà trọ nữa. Dạ. Nói chung là nếu mà hai bên mà kết hợp với nhau thì cũng... Về chung mối. Về chung mối là cũng khá đó nha. Hai người đều làm chủ hết ha. Em có thể chia sẻ về cái mối tình đó được không? Dạ được ạ. Tụi em thì đến với nhau là do là tụi em làm chung một chỗ tòa nhà Sài Gòn Center bên quận 1 á. Rồi làm chung với nhau một chỗ, cho nên là cũng có nhiều thời gian để mà gặp nhau, tụi em quen biết, rồi kiểu hay đi ăn cùng nhau ấy. Rồi một khoảng thời gian tụi em có quen, rồi sau đó tiến tới hôn nhân. Hai tụi em dọn về ở chung á thì bắt đầu sẽ có những cái vấn đề mâu thuẫn xảy ra. Điều mà em sợ nhất á là chồng em đánh em. Chồng em đánh em. Em đang mang thai, giai đoạn đầu là em bị ngán á, mà kiểu chồng em là đi làm PT, công việc của anh ấy thì giờ giấc nó không có được cố định, xong rồi tới 1-2 giờ sáng về là cái thời gian thường xuyên đi về của anh là thời gian đó. Có nhiều lúc em rất là bị tổn thương do thời gian đó, là em mới mang thai, em thai ngán mà em lại phát hiện ra những cái vấn đề. Em rất là buồn, như là em giặt đồ của chồng em thì em thấy rất là nhiều vết son hoặc là nước hoa nữ rất là nhiều. Em có hỏi rồi, xong rồi sau khi hỏi xong thì thay vì hai bên giải quyết được vấn đề á thì nó lại càng ngày càng trầm trọng hơn, và đỉnh điểm là chồng em muốn em phá thai, chồng em muốn em phá thai. Em không chấp nhận điều đó. Thật sự là tới bây giờ em vẫn còn rất ám ảnh luôn. Cái điều mà ai cũng gọi là thấy thương hết, đặc biệt là những người phụ nữ bị bạo hành như thế ha. Cũng chia sẻ với bên nhà gái nha. Dạ em cảm ơn ạ. Còn tình trường mình sao? Tình trường em cũng trải qua một đời vợ. Rồi sau thì cũng có tìm hiểu hai ba người nữa, nhưng mà tới hiểu người ta thấy mình có đứa con trai riêng rồi, người ta không muốn tới tiếp với mình nữa thì thôi. Con trai em mấy tuổi rồi? Con trai em 8 tuổi. Ở với ai? Ở với nội.
Em với vợ em lấy nhau bao nhiêu lâu? Được có 3 năm. Rồi em hay cáu gắt chắc? Đúng rồi, em hay cáu gắt. Rồi vợ em ra đi. Vâng. Đó lỗi của em đúng không? Vâng, cũng lỗi của em. Đó, biết nhận trách nhiệm như thế anh nghĩ rằng là được. Miễn sao mình nhận ra cái lỗi lầm của mình là được. Và mình khắc phục nó để người phụ nữ sau này đến với mình á, họ không phải chịu cái cảnh mà như vậy nữa. Cô gái bên này có một đời chồng và có một đứa con, và đây là con trai của cổ nè. Thì em cảm thấy như thế nào? Nó có phải là điều cản trở cho trong cái chuyện tình cảm của em sắp tới nữa không? Cũng có chút xíu. Cản trở về cái gì em? Cái thời gian tìm hiểu đó mình không có nhiều thời gian để sắp xếp. Em nói nó cũng hơi không công bằng lắm ha. Vâng. Tại vì bản thân em cũng đã có một đứa con mà. Nhưng mà vấn đề là tại vì con em ở bên nội, em không nuôi. Nên là em có nhiều thời gian. Còn đây là cô gái người ta nuôi con. Chị Lan lại nghĩ là khi mà bạn nghe câu chuyện này thì bạn dễ thông cảm hơn chứ. Tại vì mình đã có một đứa con mà. Quan trọng là sắp xếp thời gian tìm hiểu thấy hợp mới được. Thật ra là nhà gái cũng phải lao động gấp đôi thì mới đủ tiền để nuôi con. Thì thời gian của người ta cũng không có nhiều. Đúng rồi. Thì mình phải là người chủ động. Thậm chí là cô gái bên kia cũng là chủ rất là năng động luôn đó. Không phải đơn giản đâu nha. Chứ cỡ cô gái này thì rất nhiều chàng trai theo đuổi luôn đó. Đúng. Em mong muốn một người yêu lý tưởng của em, một người mà có thể kề vai sát cánh với em như thế nào? Tiêu chí của em là một người đàn ông phải bản lĩnh. Có nghĩa là chấp nhận được những cái rủi ro trong quá khứ của người phụ nữ của mình. Mình chịu lắng nghe, mình chịu chia sẻ, yêu thương con của em. Đó là một cái tiêu chí quan trọng. Rồi, nhà trai, mình muốn tìm một nửa mảnh ghép như thế nào? Biết nội trợ là được rồi. Ngoại hình bình thường, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ thôi. Nó thấy bạn này có vẻ chán chán sao đó nè. Bạn nào? Em á, chị đang đấy lên đây mà. Em không có nhiệt huyết trong chuyện tìm bạn gái hay sao? Em thấy chán chán sao? Hơi nhút nhát mà cũng ít có tiếp xúc nhiều với bạn gái hay sao á? Hơi nhát đúng không? Đồng hơi nhát. Nhát đúng không? Nhát hay là do gì? Hay là do nghe bên kia người ta có con rồi cái hơi quải? Hơi nhát thôi. Mà nhất gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu. Nhất gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu. Em gái đi với ai? Dạ em đi với một hai bé em với lại con em. Dạ em chào mọi người, chào hai MC. Em là Dương, em là em gái chơi chung nhưng mà cũng khá thân như em trong gia đình. Em thấy nhà trai sao nãy giờ, em đánh giá sao nè? Em thấy anh hơi rụt rè, có vẻ không tự tin nè. Hay có ai ép anh không? Bé hỏi câu đáp để gì? Không, không ai hết bạn. Hai người mà đến với nhau tìm hiểu với nhau á thì anh có ngại đứa bé không? Chị ngại một chút xíu thôi. Ngại một chút là sao Cường? Tại vì em nghĩ sau này trong lúc chăm con ấy thì người ta thường hay nói con anh con tôi ấy, thành sợ cái mấy vấn đề sau này ấy. Trời ơi, bao nhiêu cặp họ cũng vỡ, gọi là lỡ chuyến đò, họ cũng cặp với nhau, họ không, sống thật ra thì cũng tùy tính cách mỗi người. Cũng sẽ có những người họ không thích, tuy là họ có gia đình, họ có con rồi, họ cũng đã lỡ bước rồi, nhưng họ không thích kết nối với một người có gia đình và có con. Thôi để chút mình gặp nhau coi nó có vấn đề gì xong mình nói ra luôn ha. Hồi nãy con không thấy mẹ con khóc không? Thấy mẹ khóc không? Chưa biết gì đâu. Thấy không con? Thấy thương mẹ không? Có. Thương hết toàn người mẹ, mẹ mới mẹ khóc rồi con thấy lâu nước mắt cho mẹ nghe không? Dạ. Trời ơi giỏi không? Thôi được rồi, bây giờ hai bên gặp mặt đi. Thôi mở nào. Ok Cường, nào bắt đầu công việc của mình đi. Chào em. Dạ em xin chào. Cũng đẹp trai mà, cũng phong trần mà, mạnh mẽ lên nào. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ em cũng có món quà gửi tặng anh, kèm với lại một cái phần ăn mà em đã chuẩn bị từ hôm qua. Và sáng nay em có mang theo, đó là món bò lúc lắc sốt cà phê. Em tự làm tay quà nấu. Làm quà ăn được không? Không, sáng nay có hâm lại rồi, để đem lên nấu. Dạ em chuẩn bị từ hôm qua nhưng mà sáng nay em mới bắt đầu em nấu và mang tới đây nhờ chương trình hâm lên. Anh thử để coi thử cái tài nghệ nấu ăn của em có đúng theo cái yêu cầu cần một người phụ nữ nội trợ của anh không? Hồi nãy em có nghe là anh tên Cường, sinh năm 86. Em thì 91, nhỏ hơn anh 5 tuổi. Dạ. Mà nhìn em cũng xinh nhỉ. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, không biết là anh cảm nhận em như thế nào khi mà mới lần đầu gặp mặt ạ? Nói chung lần đầu gặp mặt thì thấy em xinh.
Nói chung là tính cách thì biết sao, nhưng anh nhìn qua thấy cũng phụ nữ truyền thống đấy. Dạ, em ngon cảm ơn không? Anh. Ngon. Ngon. Đồ ăn á, tôi đang hỏi đồ ăn ngon không? À, đồ ăn nè. Thịt bò ấy quá. Dài quá vậy. Hay lắm. Thôi, về vị trí ngồi đi Cường. Đó. Bây giờ để ra đồ đây. Mời hai bạn cảm nhận về nhau. Chuyện với nhau đi nào. Cái tiêu chí mà một người phụ nữ của anh á, hồi nãy thì em nghe thì nó cũng hơi chung chung. Cho nên là em muốn nghe rõ hơn cái người phụ nữ mà anh đặt cái mục tiêu ra trong tương lai á. Tại nhà anh cũng thiếu gì nữa đây. Nói chung là khổ cũng khổ, nghèo cũng nghèo, mà giàu cũng là giàu. Chỉ thiếu có vợ thôi. Thì quan trọng người vợ thì bếp núc cho nó sạch sẽ gọn gàng là được. Nói chung là anh thấy em như vậy là cũng là được rồi. Dạ. Yeah. Rồi em còn muốn biết gì nữa không? Anh có thể nói chuyện với mọi người, giao tiếp với mọi người rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái lý do tại sao anh lại gọi là cáu gắt hoặc là khó chịu với những người thân yêu hoặc là những người trong gia đình của mình á, có một cái lý do đặc biệt nào đó không ạ? Ví dụ anh nói chuyện với em gái của anh đi, anh sẽ giao tiếp kiểu nó như thế nào? Nhiều lúc cũng như vậy luôn, với cha với mẹ cũng vậy. Cái này á là bạn bị một cái chứng bệnh, đó là bệnh ỷ lại. Dạ. Yeah. Tại vì đối với người ngoài á, bạn biết rằng người ta sẽ không chiều chuộng bạn, không tha thứ cho những cái lời nói của bạn nói ra làm người ta tổn thương. Nhưng bạn ỷ lại một điều rằng gia đình là người nhà, là máu mủ ruột thịt, là những người chắc chắn sẽ luôn luôn yêu thương bạn, cho nên chắc chắn người ta sẽ không buồn và không giận bạn vì những lời nói mà bạn nói ra. Cho nên khi mà bạn về nhà, bạn nói chuyện với người thân trong gia đình, nói với những người thân yêu của bạn thì bạn luôn luôn sẵn giọng vì bạn tin là người ta sẽ không rời đi. Đó là ỷ lại. Anh có một đứa con thì cái bạn gái bên kia bạn ngại. Đúng rồi. Và bây giờ anh đặt cái điều đó ngược lại đối với em là anh ngại con em, đúng không ạ? Đúng rồi, anh ngại sau này á, sợ xảy ra trường hợp là con anh con tôi, tại anh có làm bên dịch vụ chuyển tiền, thấy vợ chồng cứ giấu nhau chuyển tiền cho con liên tục, khi chuyển nhiều nhất thì 2 triệu, chuyển ít nhất thì 500, mà cứ giấu như vậy mình thấy nó gọi là không có rõ ràng, không có minh bạch á, cứ giấu, thấy nó không có thoải mái. Xuất phát từ cái đó anh thấy như vậy là người vợ người ta, như vậy là người ta sẽ giấu mình, có thể với người chồng đó cũng có thể là giấu vợ, như thế là sau này kiểu gì cũng sẽ sinh chuyện rồi lại là ly hôn nữa, rồi lại tan vỡ nữa, lại buồn nữa. Vậy rồi tới chừng nào bạn mới có vợ được? Thì đó thì cũng không biết nữa, giờ khó quá. Bạn đưa ra một đề bài rất là khó và tự bạn đưa bạn vào trong ngõ cụt luôn. Dạ. Đúng không? Theo cảm nhận của em á, nếu mà anh muốn thay đổi cái vòng luẩn quẩn đó của anh á, thì anh phải đặt cái niềm tin vào cái người phụ nữ đó. Và khi cái người phụ nữ đó cảm nhận đủ được cái sự mạnh mẽ của anh rồi thì người ta cũng sẽ tin tưởng ở anh. Và cái chuyện mà cô muốn chuyển tiền cho người này người kia, tất nhiên là hai vợ chồng sẽ có một cái quá trình trao đổi, chứ không có chuyện là tôi muốn chuyển bao nhiêu tôi chuyển, anh muốn chuyển bao nhiêu chuyển, là em thấy cái sự liên kết nó không có, cái niềm tin nó không có. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Cái quan trọng lớn nhất là bạn phải yêu thương được con của cái người đối diện. Khi bạn đủ cái tình yêu thương với một đứa trẻ thì bạn sẽ làm hết cho họ. Tới lúc đó bạn không còn phân biệt đó là con của cô gái đó hay là con của mình. Thật ra là có hai vấn đề khi người ta đến với một cái cuộc tình dở dang đó. Đầu tiên là người ta phải yêu cái người con gái đã. Có đôi khi ta yêu người con gái xong ta mới yêu con của người gái đó. Và cũng có trường hợp ngược lại, người ta yêu con của người con gái đó xong người ta mới yêu mẹ người gái đó. Thì bạn chưa nằm ở trong trường hợp nào cả. Nó là như vậy đó Cường. Bạn cũng đã nhận ra rằng là khi người ta đến với bạn vì bạn có con riêng cho nên người ta ngại, người ta rút lui. Thì bây giờ bạn lại đưa bạn vào trong cái câu chuyện đó. Thật ra người đàn ông bản lĩnh đó, mình không có sợ điều gì cả hết. Đúng. Khi mình yêu rồi đó, tất cả đều không có nghĩa gì với tình yêu của mình hết trơn. Tình yêu nó không phân biệt bất kỳ một người nào, không phân biệt giới tính, không phân biệt người đó là có đã ly hôn rồi hay chưa, hay là không phân biệt tuổi tác. Ở đây là bạn đang có cái sự phân biệt rồi. Câu chuyện thế này, thật ra các bạn lớn rồi, các bạn đủ để các bạn đưa ra quyết định của mình. Anh nghĩ bây giờ mình cũng phân tích nhiều rồi. Ha. Các bạn có thể đưa đến quyết định luôn cho nó nhanh. Các bạn có một cơ hội 30 giây đến đây. Cường cứ nhìn thẳng vào cô gái đối diện. Em chỉ nói về cô gái này thôi. Em thấy trước mắt em cô ấy là người như thế nào? Nãy giờ nói chuyện thì nói chung là thời gian nó ngắn, mình cũng không hiểu hết được về nhau. Hy vọng là sau chương trình này mình cứ bấm hẹn hò đi, rồi tìm hiểu tiếp. Nếu được thì tiến tới hôn nhân. Còn các cái vấn đề ví dụ như chi phí gì anh lo hết. Anh có nhà ở Bình Dương này. Nói chung là không ngại đi xa, nói chung là thời gian thì anh sắp xếp được. Tại vì anh là tự do tài chính. Yeah. Tự do thời gian. Chỉ có là vấn đề ở em thôi. Cường nói rằng em cứ bấm đi, mọi thứ anh lo hết. Nhưng thật sự với cô gái trước mặt, em có một chút gì rung động hay không? Em còn ngại
chuyện con cái nữa không? Chút chút thôi. Đó, chỉ băn khoăn điều đó thôi. Bây giờ anh muốn em nói điều gì đó lại về con của cô gái trước mặt em. Sau này em với anh về chung một nhà ấy, con em cũng như con anh. Kệ ghế ngồi đi Cường. Quyết định là do em. Nào, để tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Em thật sự xin lỗi vì đã không bấm nút. Tại vì tìm một cái người mà thật sự họ phù hợp với mình không phải là ngày một, ngày hai. Tuy nhiên là cái quan điểm của anh ngay từ đầu về cái người phụ nữ đó cũng nó có giới hạn đối với em á. Thứ nhất là em chưa đủ tin. Đó, chưa đấy. Đủ lòng tin thôi. Anh lên đây ấy, thì nói chung là anh nói cũng có hay. Dạ. Anh biết em nói rất hay. Mà lòng anh thì là xác định rồi. Tại anh cũng phải đi chơi. Tại anh cũng có công việc. Tại em chưa tin anh nhiều thôi. Không biết là anh bở vai anh vẫn chắc hay không. Nhưng mà nói chung là tài chính từ lúc mà lấy vợ tờ là anh lo hết. Em có nghe nhưng mà nãy giờ em cũng chưa có đề cập cái vấn đề tài chính lắm. Thực sự với em đó không phải là vấn đề quá to tát. Ở đây nhà gái không đề cập một chút nào về tài chính. Đúng rồi. Và chúng tôi cũng không yêu cầu bạn là phải lo về tài chính cho chúng tôi. Chỗ dựa vững chắc nó là tinh thần. Cái người phụ nữ khi mà họ đã một lần ly hôn rồi, họ chịu nhiều cái tổn thương như vậy rồi, thì họ cần cái tinh thần rất là nhiều. Ở đây Lan rất là tôn trọng và rất là gửi một cái lời cảm ơn với bạn, vì bạn rất thật thà với cái cảm xúc của mình. Bạn có sao bạn nói vậy? Thôi coi như hôm nay mình không có duyên bấm nút với nhau. Nhược điểm thì nói chung là cũng khá khá nhiều. Không có gọi là gọn gàng. Đôi lúc là con trai thì tất nhiên sẽ hơi dâu một xíu. Con nói cho cô nghe coi con cầm trên tay là cái gì? À, logo nói về độc thân vô tính cô là dính. Độc thân vô tính cô là dính. Con đã trải qua hai mối tình thì đầu tiên thì bắt đầu hồi năm nhất, yêu khoảng một năm rồi mối tình thứ hai thì chỉ vài tháng. Từ thời cấp 3 thì con có quen một bạn nam, bạn đó bằng tuổi con, nhưng mà hai đứa quen nhau được có 2 tháng thôi thì không hợp, cho nên là đừng ấy đi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan ạ. Con tên là Trần Thị Hồng Hoa, năm nay con 22 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, trẻ quá. Tuy hiện tại con trẻ nhưng mà con vẫn có mục tiêu là tìm kiếm cho mình một người bạn đời phù hợp với mình. Con nói cho cô nghe coi con cầm trên tay là cái gì? Logo nói về độc thân vô tính cô là dính. Độc thân vô tính cô là dính. Mời nhà trai. Chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan và các vị khán giả trong trường quay. Tên là Đào Thảo Bắc, 21 tuổi. Lan là kỹ thuật của một công ty máy bay không người lái. À, tức máy bay điều khiển hả? Vâng, máy bay phục vụ nông nghiệp, phun thuốc trừ sâu vậy. Hay quá. Giỏi, giờ là một kỹ sư sửa chữa đó hả? Điều vâng. Khiển luôn hả? Vâng. Ủa Bắc là quê đâu? Quê Đồng Tháp. Đồng Tháp bây giờ làm việc ở đâu? Làm việc tại Long An. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì hả Bắc? Nói chung là tự tin về cái việc mình làm. Tốt. Tự tin và đặt ra mục đích của mình sẽ làm được. Vâng. Về cái nhược điểm á, nhược điểm thì nói chung là cũng khá khá nhiều. Thứ nhất là không có gọi là gọn gàng. Đôi lúc là con trai thì tất nhiên sẽ hơi dơ một xíu, kiểu nói dơ vậy thôi, nhưng mà không được nói chung là gọn gàng tương tác như mấy bạn nữ mình hay chuẩn bị. Mời nhà gái. Nhà gái của chúng ta có ưu điểm gì nè? Ưu điểm của con là chịu khó, chăm chỉ, tính cách thì dễ thương, hiền, hay thích làm mọi người cười, biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Còn khuyết điểm của con? Con nhạy cảm và dễ bị tổn thương khi mà bị người ta nói những điều không hay về mình á. Tính con cũng có lúc hay quên, không tập trung trong những cái trường hợp mà mình căng thẳng lo lắng á. Bạn nữ ơi, bạn tên gì mình quên mất rồi? Mình tên là Hồng Hoa nha bạn. Hồng Hoa nha bạn. Hồng Hoa tên đẹp lắm á. Đồng Tháp con có làng hoa Sa Đéc đó. Đúng rồi, Đồng Tháp về cắm thêm ở làng hoa Sa Đéc nữa là tuyệt vời. Hồng Hoa, hoa hồng đều đẹp hết ha. Đường tình duyên của Bắc thế nào rồi? Con đã trải qua hai mối tình. Hai mối hả? Một cái đơn phương. Thì hai mối tình thì đầu tiên thì bắt đầu hồi năm nhất. Năm nhất là yêu rồi. Vâng. Yêu bao lâu? Yêu khoảng một năm. Một năm rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì chỉ vài tháng. Thôi còn trẻ mà, chắc đó cũng chỉ là một cái trải nghiệm trong tình yêu thôi. Rồi bên này mình đang sinh viên nè, mình có yêu ai bao giờ chưa? Dạ từ thời cấp 3 thì con có quen một bạn nam, bạn đó bằng tuổi con.
Nhưng mà hai đứa quen nhau được có 2 tháng thôi thì không hợp, cho nên là đừng ai ấy đi. Rồi từ đó tới nay là có quen ai nữa không? Dạ từ đó đến nay là toàn yêu thầm thôi chứ không có quen ai hết. Crush được đó hả? Dạ crush. Dạ là mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Dạ hiện tại thì con muốn một người bạn trai mà có thể thương yêu mình, trung thủy, nhiệt tình, tốt bụng, nói chung là giỏi, có đạo đức, đơn giản thôi. Rồi con không thích gì? Con dạ. Không thích đàn ông điểm nào? Tứ Đổ Tường, gia trưởng, vũ phu, ở dơ con cũng thích. Ở dơ khó à? Ở dơ khó à? Bên đây có ở dơ đó. Bên đây có chút ở dơ đó. Nhưng mà hai lẻ mấy con còn trải nghiệm nhiều nên con sẽ còn nhiều cái không thích lắm. Chào chàng trai. Vâng, chào. Bên kia tao không có thích ở dơ đó. Thì con đàn ông thì xí xóa được. Hơi bê bối xíu đúng không? Vâng. Nhưng mà mình có thay đổi được không? Chứ ở dơ không ai ở chung đâu. Chắc chắn là ở chung thì phải thay đổi rồi. Hứa nha. Vâng, hứa. À, cô gái bên đây còn rất là trẻ nhưng mà cũng mong muốn cao chút xíu đó. Con còn trẻ quá, năm 2000. Bây giờ con muốn lấy chồng khoảng năm nào? Dạ nếu mà quen và tìm hiểu nhau thì có thể là 6 tháng đến 1 năm. Trời đất. Trời đất. Lấy chồng sớm như vậy con hả? Con muốn lấy chồng sớm là tại vì con nghĩ là khi mà mình già yếu rồi á, mà con mình còn quá nhỏ thì mình không còn đủ sức để lo cho con nữa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi đó thì gia đình sẽ khổ thì con phải ra đời sớm chẳng hạn. Mình không có lo về cái đó nhiều nhưng mà cái quan điểm sống của mình là muốn lấy chồng sớm thôi. Thật ra bạn này nói rất đúng nha mọi người. Lấy chồng sớm, sanh con sớm nó có những cái điều lợi sau đây. Khi con mình lớn mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn sức để chăm cho con. Khi mà mình ngồi xuôi đó quý vị, mình vẫn còn đẹp để mà mình chặt chém được bà xuôi. Chứ như tôi mốt tôi ngồi xuôi là tôi thấy tôi thua rồi đó. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Thật ra đó chú cũng cùng quan điểm với con ha. Lấy chồng sớm giống như chị Lan nãy nói, có những cái điều tốt của nó. Đúng rồi. Nhưng thật ra lấy chồng sớm quá đó con biết không. Thật ra mình còn tuổi trẻ mà còn cống hiến. Chưa đã. Còn phát huy, đừng có nói chuyện chơi ở đây. Người ta nói chuyện cống hiến rồi phát triển, rồi làm giàu, rồi sự nghiệp này kia. Nhưng mà nếu có lấy chồng sớm, một hai đứa thôi nha. Dạ yeah. Rồi mình lấy xong là mình đẻ liền không? Hay là vài năm sau mình mới đẻ? À. Nếu mà điều kiện cho phép, nếu mà mình có thể lo được cho gia đình á, có thể đẻ sau khoảng vài tháng đến một năm. Vài tháng đến một năm. Đẻ sau vài tháng luôn. Trời, đẻ đâu nhanh dữ vậy chưa con? Chưa ra trường luôn đó. Dạ. 6 tháng lấy chồng xong đẻ vài tháng nó đẻ nữa. Cô Lan chỉ nè, bây giờ mình cứ quen đi, cứ yêu đi, chơi bời đi. Xong rồi mình có lấy chồng cũng được, nhưng mà mình từ từ mình đẻ. Đừng có đẻ sớm quá nha. Thế là con phải tận hưởng cái thanh xuân cho nó đã. Trời ơi, nó nhỏ quá tội nghiệp. Ừ, chứ đừng có đẻ liền, hiểu không? Trời ơi, mày thức đêm thức hôm rồi mày chăm con lúc đó mày mới thấy xì chết. Mày thức đêm thức hôm rồi mày chăm con lúc đó mày mới thấy xì chết. Nãy giờ chú với cô Lan nói vậy thôi. Thực ra chú rất là nể con là người trẻ tuổi nhưng rất bản lĩnh nha. Rất là bản lĩnh. Bản lĩnh đó. Được. Rồi tôi cũng chấm nhà gái vậy đó. Đúng rồi, bây giờ mình qua mình hỏi nhà trai sao giờ mong muốn có bạn gái thì sao? Thì em chỉ mong muốn bạn gái là hiểu được mình và đồng hành với mình thôi. Bên kia tấm chiếu mới đó, nó chưa hiểu bản thân như thế nào nữa. Em nghĩ là cái gì nó cũng bắt đầu từ số 0. Số 0 nó sẽ bắt đầu, nó sẽ lên tiến bộ. Rồi tốt thôi, vậy đi. Con đi với ai vậy em gái? Dạ, hôm nay con đi với mẹ con. À, có mẹ hả? Chào nhà gái. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào tất cả khán giả trường quay. Thấy bạn trai này cũng vui, hiền lành, có chí hướng. Thế còn cái việc các cháu thì tự do thoải mái. Kết bạn, đầu tiên là kết bạn đi, xong rồi thì cho nhau cơ hội. Còn cái quyền quyết định là ở các bạn thôi. Nhưng mà chị có muốn cho con gái mình lấy chồng sớm không? À, tùy các cháu. À, bây giờ đã đến tuổi trưởng thành rồi. Hay. Cũng một người sống mở hiện đại. Rất là hiện đại. Đó. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn. Dạ, có con gái rất là dễ thương đó. Nhà trai đi với ai cưng? Nhà trai em đi với bạn thân. Con chào chú Quỳnh Linh và cô Ngọc Lan. Cũng chào khán giả trên trường quay. Con là Tài, là bạn của Bắc. Dạ, con thấy thì bạn này rất là xinh xắn, ăn nói rất là thùy mị và nết na. Con nghĩ sẽ rất là tuyệt vời nếu như là bạn này và bạn Bắc cùng bấm nút. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn con. Thôi, 2, 3. Mở vào. À, để coi hai đứa nhỏ nói chuyện sao nè. Tiến tới đi con, Bắc. Tấn công Bắc ơi. À,
mình có một món quà nhỏ tặng bạn ạ. Chào Hồng Hoa, mình là Khai Bắc nha. À, cảm ơn bạn. Rồi con ngồi đây. Con gái tặng cái gì đó nói cho bạn biết đi, nói cho anh biết đi. Dạ, hôm nay con tặng anh một món quà nhỏ với hai cái bánh cốm với lại một quyển sách nói về tâm lý học tình yêu. Còn nhà trai tặng nhà gái cái gì đây ạ? Bình giữ nhiệt thì ý nghĩa của nó là thấy mình giữ ấm lòng em. Rồi ngồi đi Bắc. Bạn nữ mình có thích nghe thổi sáo không? Mình thích á. Thì hôm nay đến trường quay em tặng các bạn khán giả trong trường quay và hai MC bài Nụ Hồng Mong Manh. Tặng bạn một bài hát có tên là Say Nắng của Ami. Chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say, với môi cười sáng trong cho lòng bừng nắng. Em về gác tay nằm thao và thức, em nên hay không nên hay nên rung động. Em sợ một ngày nắng tắt khi cuốn theo cả cơn say anh, dấu anh chẳng giống như em từng thầm nhớ. Nên là chắc em chậm thêm một chút, cơn say đi qua rồi yêu sẽ đến thôi. Hai đứa cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đó, sau hai mươi mấy năm đó. Con thấy thì rất là dễ thương, cao ráo, cái cảm nghĩ và cái cảm xúc ấy nó rất là lãng mạn, mình cảm nhận như vậy. Còn mình thấy bạn tuy còn trẻ tuổi nhưng mà rất là ngoan hiền, rồi còn có bản lĩnh nữa, học giỏi, làm giỏi, thì mình rất là ngưỡng mộ bạn. Nếu mà mình quen nhau đi, bạn có cởi mở hơn với mình về cái vấn đề tình yêu hoặc là chia sẻ với nhau không? Mình là một con người khá là hiện đại và cởi mở luôn á. Tại vì mình đã từng có đam mê về tiếng Anh, cho nên là mình theo cái phong cách của bên phương Tây á, cho nên là mình tư duy của mình rất là tiến bộ và hiện đại luôn. Mình cũng cởi mở nữa. Cho nên là bạn yên tâm về cái vấn đề đó. Đối với bản thân mình á, về cái việc mà yêu nhau để xây dựng cái sự nghiệp á, mình sẽ đặt lên hàng đầu. Và sau khi đã có sự nghiệp rồi thì mình mới tiến tới hôn nhân. Thì nghĩ khoảng 2 năm á, thì bạn có chấp nhận điều đó không? Thì mình vẫn thấy ok, tại vì mình còn trẻ. Tại mình không muốn là một cái người bạn gái của mình nó phải chịu cực vì mình. Thí dụ mình lấy nhau thì mình có về Đồng Tháp làm dâu, mình lập nghiệp ở đâu? Anh có chịu em về làm dâu không? Hay mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Ở thành phố hay là ở dưới quê? Làm dâu hay không thì phải hỏi mẹ chứ. Mình đã đâu cho được. Đối với một thằng đàn ông thì việc đầu tiên là phải có tổ ấm. Tổ ấm là bắt buộc phải có người phụ nữ bên cạnh mình. Còn nếu mà em theo anh thì ok, mọi thứ sẽ ổn hết. Nó đúng hơn là về đen lo đó. Thấy không? Thấy bản lĩnh đàn ông không? Ga lăng không? Nhưng mà gần như hình như chú thấy con chuẩn bị làm dâu sẵn sàng luôn rồi sao đó. Dạ, tại vì con biết làm việc nhà, biết nấu ăn luôn rồi. Cũng là một người phụ nữ của gia đình. Dạ, còn làm dâu thì mình còn phải ứng xử tốt nữa. Nhưng mà chú nghĩ là con làm được. Dạ, thật ra với tính tình của con á, mà nãy giờ chú thấy con làm được đó. Dạ, con sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ thế này. Đến đây, nắm tay bạn gái lên đi. Như xin phép, nắm tay. Hai người nắm tay nhìn thẳng vào nhau nào. Hợp lý quá hả? Trời ơi, hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau để xem hai tay luôn. Xin phép cô hôn tay. Trời ơi, ai nói dân kỹ thuật khô khan đâu. Điện tim đồ bây giờ nó tăng lên 100 rồi. Tôi không phải bác sĩ nói với tôi mấy chuyện đó làm chi. Cảm nhận rất là nam nhi nhưng mà rung động vì một cô gái chứ mà. Nói đúng hơn là bông hồng này quá tỏa sáng chương trình hôm nay luôn. Còn em nhận về anh như thế nào? Em cảm thấy anh rất là tốt và rất là tự tin, can đảm, chân thật, chân thành nữa. Em mong muốn là mình sẽ có cơ hội đi cùng nhau lâu dài và có thể tiến tới hôn nhân. Được rồi, tốt quá. Hai đứa về ghế đi.
Rồi, nãy giờ trao đổi với nhau hết rồi đúng không? Rồi. Sơ sơ hiểu nhau rồi đúng không? Dạ. Bây giờ chúng ta đưa ra quyết định được chưa? Cùng một lần sẽ đếm nha. 1 2 3 Xin phép nó nhanh lắm mọi người ạ. Hả? Dạ xin phép. Hai đứa hẹn hò nhau được chính thức rồi đó, nắm tay đi. Con xin phép với mẹ của em là cho con hẹn hò với em Hồng Hà. Đó, mày gật đầu rồi đó. Hả? Xin phép mẹ cho con hôn nụ hôn đầu tiên. Vì cho con xin thêm nụ hôn nó cho nó chọn bộ. Vì cho con xin thêm nụ hôn nó cho nó chọn bộ. Hình ảnh này chú thích lắm luôn á. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Để mà em livestream, em bán hàng thì nó sẽ tốt hơn là em chỉ viết content thôi. Cái đó thì nó em chưa nghĩ tới, với lại với lại anh nghĩ là em sẽ livestream, em hăng sẽ livestream. Em livestream được, em livestream được. Em đang review về sản phẩm, mình muốn livestream, 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 m
ta coi là người ta đẹp trai sáng sủa, người ta vô người ta coi rồi người ta vô người ta coi rồi sau đó người ta mới nghe về cái sản phẩm của em, đi vào lòng người, làm mai làm mối hay là làm mai làm mối, dạ tức là tiếng bé nó đẹp trai quá, tiếng bé nó đẹp trai quá mà nó hiểu cho nó xuất hiện, cho nó làm mai lớn quá, tư vấn lâu lâu đá sân chứ, lâu lâu đá sân chứ, bán hàng máy bán hàng máy điện tử luôn hả? Bây giờ người ta nói gì bây giờ ta nói gì mối tình của người ta rồi đó, nói chung đơn giản nãy giờ nghe bên kia ta nãy giờ nghe bên kia ta đưa ra cái tiêu chí được bao nhiêu phần trăm, ứng được bao nhiêu phần trăm đáp bên kia không thích vô tâm nè, em nói không thích vô tâm nè, em nói anh kia đó nè, thích kia ta không thuốc hút thuốc nè, à được có nhậu, à được có nhậu không, ít lần xã giao, ít lần xã giao, lần xã giao là mấy lần, tuần nhậu mấy lần, cuối tuần chắc nhiều khi mấy tháng, nhiều khi mấy tháng vậy được á, mặn lần nhậu mấy lon, mặn lần nhậu mấy lon, chắc 4-5 lon, em cũng có nhậu để mà xỉn, có nhậu để mà chỉ nhậu chơi vui thôi, chơi vui thôi, nói chung á là Ngọc Châu á, mình thấy rằng là gần như chào quan viên hay họ, chào mọi người, chào quan viên hay họ, chúc quan viên hay họ chúc một buổi sáng tốt đẹp nhất. Đó, nó chờ nó giật mình đó, đó nó chờ nó giật mình đó, đang ngủ có những giật mình, đang ngủ với tao mà nó không biết, mà vỗ tao mà nó không biết gì, tôi quýnh chết, Huỳnh Nguyễn ơi dậy chưa? Đang ở Mỹ rồi. Đang ngủ. Giờ này trái giờ đang ngủ. Không. Yêu thì cứ yêu. Say thì bỏ đi. Gì con? Đợi khi ta gặp nhau. Để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Khi đôi chân lặng thinh. Mang một đứa cài nút nữa, thấy thương. Đợi khi ta gặp nhau, để dạy nhau cách, khổ đau. Vú bự quá, nó hết lên hết rồi. Cắn ra ngoài nó cắn con gì, cắn tùm lum hết trơn, Phải ra vũ nó ngứa, tùm lum. Xong rồi. Mày mặc quần cho tôi mới quay, không biết quần mới quay trúng gì chứ không biết. Nó chui vô á, Anh thấy em cái lại nhìn thì giống như bánh bèo Dạ em cũng dạ mèo, em cũng hơi bánh mèo thiệt. Thì là anh thích cái mẫu người như vậy, hơn lại mẫu người hiện đại. Thích bánh bèo hơn bánh ú hả? Bánh bèo dễ ăn, mềm mềm ngọt mặn mướt Cảm ơn anh sao?
em thấy anh thì... em thấy anh thì cũng đẹp trai hơn là em, đẹp trai hơn là em tưởng tượng hôm nay. Hôm nay luôn à. Hôm nay luôn à. Anh mới biết hôm qua luôn, anh mới biết hôm qua luôn. Em vừa mới được gọi hồi ba buổi gọi hồi. Người ta bí mật đến giây phút đó, bí mật ra là 5 giờ sáng này mới báo, 5 giờ sáng này mới báo luôn đó. Em ở đâu? Em dạ, ở đâu? Hiện tại dạ, em đang ở quận Tư. Hiện tại và em cũng làm ở quận Tư. Và em cũng làm ở quận Tư. Em ở đâu với ai? Em ở dạ, đâu? Dạ em ở với một chị. Dạ em ở với một chị đồng nghiệp của em. Là em làm ở đó rồi. Là em làm ở đó. Dạ. Ở đó luôn. Dạ. Từ nhà tới công ty thì từ nhà tới công ty thì khoảng 5 phút. Dạ. 5 phút. Dạ. Ở gần thì khỏe, ở gần thì khỏe hơn. Vậy thì anh sẽ chạy qua đó. Chạy qua chi? Chạy qua chi? Hẹn hò mà chị hỏi có chạy qua hò mà sao vậy, chạy qua sao vậy? Dạ. Dạ. Rồi giờ hẹn hò tính sao? Rồi giờ hẹn hò tính tuần gặp nhau mấy lần? Tuần gặp nhau mấy lần? Anh thì dạo này bán anh cũng thì dạo này bán cũng khá rảnh ấy, cũng khá rảnh. Nói chung là khi nào em nói chung là khi nào em nhắn tin thì em cứ alo anh là anh chạy qua. Alo anh là anh chạy qua. Dạ. Chắc nhà vô tâm rồi mà còn vô tâm rồi mà còn hay quýnh nữa là mệt, hay quýnh nữa là mệt lắm ạ. Thôi vậy chỉ vậy thôi hả con? Vậy thôi vậy là cũng thôi, vậy là cũng mệt rồi đó. Phục cái vô tâm đi nha, phục cái vô tâm là quan trọng nhất đấy, cái đó là quan trọng nhất đó. Nói chuyện hồi tôi kêu mình đó là con luôn á. Trời ơi, mình tới với em gái bên này, tới với em gái bên này là gì cơ? Ưu điểm của mình là gì cơ? Dạ em, dạ em hòa đồng với mọi người, hòa đồng với mọi người, thích em nấu ăn, thích nấu ăn với lại là em với lại là em cũng thích thích trao đổi nói chuyện, trao đổi tâm chia sẻ với mọi người, tâm chia sẻ với mọi người. Còn dạ, nhược điểm của em là em có điểm với em là em thói xấu cái... là thói xấu em hay mít ướt. Em hay mít ướt. Ướt hả? Dạ. Hay mít ướt hả? Dạ. Chị thấy em có cái nhược điểm, chị thấy em có cái nhược điểm nữa là nói nhỏ sao bên kia không nghe, cứ nói nhỏ đi, cứ nói nhỏ. À bên đó chắc là bên đó chắc là gu gái nhỏ nhẹ đúng không? Bên đây là thích mít ướt, bên đây là thích lộ, bên đây là hay lộ, bên đây là hay mít ướt nè. Bên kia có chịu được không? Bên kia có chịu được không? Mít ướt lắm đó. Dạ được chị ơi, em dễ được chị ơi, em dễ. Rồi vậy thì bây giờ về cái câu chuyện mình hay về cái câu chuyện mình hay mít ướt rồi mình nói luôn của mình đi, tình trường của mình đi. Dạ. Bao nhiêu mối tình bao nhiêu mối tình chị? Dạ hai mối tình chị. Mối tình lâu nhất của em là 4 năm, của em là 4 năm. Sợ ha. Bữa hôm quay con cũng sợ, bữa hôm quay con cũng sợ tại nhiều con đừng nhiều mà trời, nghe đừng mà trời, nghe câu chuyện con nghe nó kể mà hồi lúc bắt đầu dậy thì cái chuyện của con gái, cái chuyện của tội con nghiệp. Gái trong tội nghiệp đó là trên đó nè, họ thấy trên đó nè, họ thiếu kiến thức tội vậy vậy. Không mà hai ngày tin rồi, không mà hai ngày Nguyên cũng hay, tình cao Nguyên cũng hay. Chương trình bạn đến với chương trình thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Lan của Linh gặp lại quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối cho những Hạnh phúc còn gian dở. Nếu như họ đồng ý bấm nút thì chúng tôi hạnh phúc đi xa hơn, tôi đời càng hạnh phúc hơn, và hạnh phúc hơn nữa là nếu như hạnh phúc hơn nữa là nếu như họ gửi mời dân bàn, dân mời dân bàn. Với vòng ngày nay chúng ta sẽ gặp vui đó, nhiều cái vui đó, mời quý vị đến với cặp đôi, quý vị đến cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai, mời nhà trai. Ngồi đi em trai, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái, xin mời nhà gái. Đây chị đỡ lên cho, đây chị đỡ lên cho. Mời em trai giới thiệu về mình, mời em trai giới thiệu. Hà Tượng MC, MC Ngọc Lan, Ngọc Lan, Lan ước và đại gia. Thương nó lắm, thương nó lắm. Hôm nay mới dưng là hôm nay mới được gặp hai MC, hai MC mắt chứ không giờ mắt chứ nào giờ không giống lên truyền hình không cô, giống lên truyền hình không cô, đẹp trai hơn truyền hình, đẹp trai hơn truyền hình. Cô vừa nữa đại gia lúc, cô vừa nữa đại gia về trước rồi đó, cô bây giờ trước rồi đó, cô bây giờ cũng có thay đổi nhiều, cô thấy Kiều Lan, cô thấy Kiều Lan dẫn cùng nhau, dẫn cùng nhau. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Nói mẹ của Ngọc Trao, mẹ của Ngọc Trao, Ngọc Trao đây là ba cái Trao, nhưng mà cái nói vậy thôi, chứ nói vậy thôi, Ngọc Trao ở nhà nó cũng nhiều.
nói chung là cũng làm không, nói chung là cũng không cà phê, lá không cà phê, không có nhậu nhạt, tại không có nhậu nhạt lâu, các bạn bè lâu, các bạn bè rủ thôi. Em bán đồ, em tính đồ, em tính đó, rồi em sửa vì tính rồi này kia, tính rồi này kia, năm máy rồi này kia, năm máy rồi này kia, thì em cũng ít nói. Cái là nói chung là cũng biết quan tâm gia đình, nói quan tâm gia đình, nói thì nói quan tâm gia đình, cũng biết quan tâm gia đình, cũng lo cũng lo. Không thích đàn ông cái gì, không thích đàn ông cái gì, biết cái gì thật xấu đó đàn ông, biết cái gì thật xấu đó đàn ông. Con thì con chỉ không thích, thì con chỉ không thích đàn ông. Vậy thôi đó hả? Vậy thôi đó hả? Vô tâm đó. Vô tâm không thích gia trưởng, không thích gia trưởng. Chị hỏi thôi chứ, hỏi thôi chứ, mà nói thì bạn rất là hiền lắm. Hai đứa hiền lắm nhau, hai đứa hiền với nhau, mẹ lắm không nghe lộ, mẹ lắm không nghe lộ. Dẫn lên hỏi im ru mà rù ru, im ru mà rù ru. Vô tâm chỉ có thèm lo, tâm không thèm lo gì, mình lo. Đá động tới, đá động lại gì làm, đúng lại gì làm. Dạ, dạ. Dạ. Hỏi cho tiêu chí bên đây, hỏi cho tiêu chí bên đây coi để gái tôi phù hợp không, phù hợp không. Dạ, tiêu chí bên em thì đơn giản, bên em thì đơn giản lắm, biết kính trên người dưới, biết kính trên người dưới. Đây dư sức, đây hiền, dư sức, đây hiền, ông hải, ông hải, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Vậy thôi, thích gái, vậy thôi, thích gái xăm mình không? Xăm, xăm ít mà. Xăm ít thì được đúng không? Xăm ít thì được đúng không? Bên đó xăm xương xương rồi, bên đó xăm xương xương rồi. Xăm ít nhiều quan trọng là cái tim, quan là có xăm cái tim. Người ta hỏi chứ, người ta hỏi chứ. Tâm hồn người ta có xăm hay không? Xăm là chuyện bình thường, xăm là chuyện bình thường. Xu hướng của thời đại, xu hướng của thời đại. Xăm chữ Ngọc Lan ở đây, xăm chữ Ngọc Lan ở đây cho tôi. Gặp ta chửi chơi, gặp ta chửi chơi. Dạ, dạ. Chào chú Quyền Linh, chào chú Quyền Linh, chào khán giả, chào quý vị và chào Lan. Lan, con năm nay là sinh năm 93. Dạ. 93. À, con sống ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, tại là hiện tại là kinh doanh online, kinh doanh bên online, bên mảng máy vi tính. Máy vi tính con tên là gì? Con tên là Châu. Dạ, con tên là Châu. Dạ, Huỳnh Văn Ngọc Châu. Dạ, Huỳnh Văn Ngọc Châu. Huỳnh Văn Ngọc Châu. Huỳnh Văn Ngọc Châu. Ngọc Châu Văn, ngày chữ Ngọc Châu, ngày chữ Ngọc nó giống gái mà giống gái chữ Ngọc ha, theo chữ Ngọc, Ngọc Châu. Dạ. Bên đó Ngọc Châu, bên đó Ngọc Châu, bên đây Ngọc Lan á. Ngọc Châu Ngọc Lan hả? Ngọc Châu Ngọc Lan kinh doanh online là kinh doanh online bán hàng ở trên mạng, bán hàng ở trên mạng á hả? Dạ đúng rồi chú. Rồi mời nhà gái, rồi mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào mọi người, xin chào mọi người, chú Quyền chào. Nhỏ quá, nhỏ quá, lớn là cho coi, lớn là cho coi nghe luôn đi, nhà trai nghe luôn đi. Xin chào mọi người, xin chào mọi người, chú Quyền Linh, chào chú Lan, em tên là Lan, em tên là 29 tuổi, em đến từ Vĩnh Long và hiện tại em đang Vĩnh Long và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Hoàng My 29 tuổi, sống ở Vĩnh Long và làm tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại quận mấy Chí Minh cụ thể là quận mấy quận tư ạ? Em đang làm ở quận tư hả? Quận tư hả? Châu 29 tuổi, Quang 29 tuổi, Quang là coi như đồng màu, là coi như đồng màu đồng chất luôn đó. Dạ. À, Châu có thể nói cho nhà gái biết là mình đi Châu đi. Hai cháu có một cơ hội để mà tìm hiểu cũng thấy mà nó cũng thấy mà nó thuộc thì tiến thấy chú ủng hộ trăm phần trăm ha, cảm ơn cô chú rất nhiều. Rồi xin chào trai, chào cưng, chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan, gia đình nhà trai, toàn bộ khán giả ở đây, em là Quang, giới thiệu là em bạn của Hoàng My. Em chơi với My cũng từ lâu, My mới lên Sài Gòn, cũng thân với nhau, em cũng thân. 1m7 ha, để chị qua chị coi ha, để chị qua chị coi nha. 1m7 được, 1m7 được. Chào em. Mút sồ lắm, thịt bắp đồ ngon lành, cao mà, đẹp trai mà, đô cưng, vô tâm đó. Em sửa ha, không có dễ đâu, khó lắm á. Thói quen trong suy nghĩ. Bây giờ bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có hai. Một là do là mối tình đầu, là mối tình đầu cấp ba,
còn nhớ chứ còn nhớ thì còn lâu dài thì mới thành lâu dài thì mới thành thứ hai. Nó là cách đây cũng 4 năm cách đây cũng do bạn thấy do bạn còn nhỏ bạn nhỏ hơn em bạn nhỏ hơn em tới 5 tuổi muốn cách đây 4 năm năm cách đây 4 năm năm 24 tuổi 24 tuổi nhỏ hơn em bạn nó nhỏ hơn em bạn nó 20 tuổi nó 20 tuổi em quen ta còn đi học em quen ta còn đi học lúc đó là 20 lúc đó là 20 học đại học 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 đại học đúng rồi. Rồi sao chia tay? Bạn đó còn nhỏ thì còn muốn thích đi chơi, còn muốn thích đi chơi thì còn 24 25 rồi thì em 24 25 rồi thì em muốn lập gia đình. Cảm thấy hại nó không có kết quả nó kết quả. Nhưng mà chị hỏi cái này nó hơi cái hỏi cái này nó thấy em rất là đẹp trai nha, rất là đẹp trai nha, miệng luôn rất là đẹp miệng hòa và body hài hòa và body đẹp nó gì? Em không tận dụng, em không lợi dụng ngoại lợi thế. Dạ ưu điểm của con là lớn lên nó lớn lên ưu điểm là gì ưu điểm của con chắc là ham kiếm tiền quá mình lanh lẹ đó ha bây giờ là phải mạnh mẽ lên mình phải mạnh mẽ lên hổ lai mà hổ lai bây giờ bán bây giờ lấy rồi bán đoạn bây giờ thử bán thử đoạn cái nào ngày nào cũng bán rồi rồi thử đoạn bán rồi rồi bán thử đoạn coi. Dạ con đăng bài dạ, con đăng bài chứ con không có lấy đăng bài hả bây giờ đăng bài bây giờ tiếp không đăng bài thôi hả đăng bài thôi hả online á mình làm online á mình nói nữa con nói thì con nói thì chú cầm video giùm Quyền Linh nè này của chú mặc áo nổi quá ha áo giống bài phượng múa nổi quá đã được rồi cô nói đi cô xin chúc hết chị Trường Quay hôm nay, chúc sức khỏe, sức khỏe và vui vẻ. Cảm ơn cô, cảm ơn mùa dịch vừa qua, rất là thành tựu, cho nên cảm ơn mùa dịch vừa qua, rất là thành tựu, cho nên cảm ơn mùa dịch vừa qua, rất là thành tựu, cho nên cảm ơn mùa dịch vừa qua, rất là thành tựu, cho nên cảm ơn mùa dịch vừa qua, rất là thành tựu, cho nên cảm ơn mùa dịch vừa qua, rất là thành tựu, cho nên cảm ơn mùa dịch vừa qua, rất là thành tựu, cho nên cảm ơn mùa dịch vừa qua, rất là thành tựu, cho nên cảm ơn mùa dịch vừa qua, rất là thành tựu, cho nên cảm ơn mùa dịch vừa qua, rất là thành tựu, cho nên cảm ơn mùa dịch vừa qua, rất là thành tựu, cho nên cảm ơn mùa dịch vừa qua, rất là thành tựu,
về tuy chia sẻ về cái tự chia sẻ của mình là mình vô tâm là mình vô tâm rất là nóng tính, nhưng mà em nóng tính thấy là điều đó, em cảm thấy là điều đó với cái dân kỹ thuật, với cái dân kỹ thuật thì đó là bản uy tín thì đó là điều nếu nói với còn nếu về đối nhân xử thế cha đời đối nhân xử thế cha đời sẽ có nghĩ là bạn này sẽ có cư xử khác, cư xử khác về một mặt khác thì bạn một mặt khác thì là khá là sáng sủa, khá là sáng sủa, có những cái và có những cái hướng về độc lập để cho về độc lập để cho việc kinh doanh của mình, việc kinh doanh thì em thấy là bạn này thì em thấy là bạn này cũng rất là tốt và có tương lai, tốt và có tương lai cũng thì ủng hộ cho My, ủng hộ cho em My và anh này. Bạn nam này sẽ có cơ hội sẽ có nhau, cơ hội cho nhau được tìm hiểu nhau, được tìm hiểu nhau. Anh thì bọn rất ủng hộ My, rất ủng hộ My. Em xin cảm ơn bạn, em xin cảm ơn bạn. Mở rào mở rào. Không đẹp trai lắm em ơi, không đẹp trai lắm em ơi. Em không lắm chị.
Ủa sao không? Ủa sao? Giờ mà ông cùng chiến tiến với tôi trên cái sân khấu này chứ? Trên cái sân khấu này chứ? Ông thương không? Ông thương không? Thương Ngọc Lan vậy thôi chứ. Thôi chứ, anh thương lắm chứ bà mẫu gì thương lắm. Bây giờ tôi nói với ông Mai, nghe nè, hai bạn này đẹp đôi nè, đẹp đôi nè, nhau là những cái tiêu chí, những cái tiêu chí của các bạn đưa ra nó cũng chỉ có vài chỗ nó hơi lớn cấn, vài chỗ nó hơi lớn cấn lớn thì nó vô thức luôn, nó vô thức luôn. Nói chung là cái đó phải nói chung là cái đó ai có thể vô tâm, ai có thể vô tâm với người đối diện, ngay cả người ngoài, ngay cả người ngoài tiếp xúc đầu tiên, người tiếp xúc đầu tiên ở mình chào, niềm ở mình hứng hoang, mình hứng ba mang bơ bơ, gặp ba mà mặt bơ bơ thành dần vô tâm, đúng không? Ghét đúng mình. Rồi bây giờ hỏi người thân, bây giờ hỏi người thân. Em đi với ai cưng? Em đi với ai cưng? Em đi với ba mẹ. Em đi với ba mẹ. Nói quá, dạ con chào cô chú, dạ con chào cô chú. Đâu à, cô chú à. Hàng kiểu như nhắn tin thôi, như cũng nhắn tin rồi đến lúc đó nhưng mà rồi đến lúc đó nhưng mà không có. Nhưng mà mình đăng bài như vậy là mấy đăng bài như vậy là mấy tình tên là của mình nghĩ ra. Dạ đúng rồi chị. Dạ đúng rồi. Như vậy là rõ ràng là mình cũng hoạt bát lắm á, thì mình bán rất là nhiều những cái tên, rất là nhiều những cái tình tên để mình bán hàng mà. Dạ. Mạnh mẽ lên, tự tin lên, mẽ lên, tự tin lên. Mẽ lên là không, mạnh mẽ lên. Chủ động hơn nữa nha Châu nha. Còn có điểm thấu hay là cái điểm gì thấu hay là quyết điểm của mình mà quyết điểm của mình tự nhận thấy không? Tật xấu của con thì nhiều quá chú ơi. Ví dụ cụ thể đi, À, theo mọi người xung quanh thì theo mọi người xung quanh thì nói là con hay lại vô tâm với lại nóng vô tâm là mệt đó nha. Vô tâm là mệt. Cái vô tâm đó, cái vô tâm đó là không là đâu. Phải khắc phục liền, tức khắc luôn. Điểm đó là yếu nhất của đàn ông luôn á, không bao giờ phụ nữ không bao giờ thích cái chuyện vô tâm đó. Còn nóng tính là sao? Kiểu con đang làm kiểu con hay làm việc cảm rạm mình là con không mình con không muốn la lại không? La lại không? Bình thường con nóng thì con sẽ im lặng chứ không có im lặng tốt. Im chú nóng tốt. Chửi á, chứ chú nóng chú chửi á. Ừ, chú đã. Châu nha, Châu nha. Nó ngồi dưới giờ đó. Bắt đầu đi Châu, Dạ. Dạ em, em có món quà tặng anh ạ. Dạ hơi nặng. Anh khỏe không? Anh khỏe mà. Cái này thì anh hơi gấp, hơi gấp anh. Em bấm nút thì anh bàn bù. Dạ em rửa nha. Ủa, sáng chậu đi mua bông hả? Dạ đâu? Có hai chút. Tại chương trình báo tại chương trình. Không có ai mua vậy? Gì mà nếu mà em bấm nút gì đó mà em bấm vui vậy? Cho dụ ta bấm vui vậy? Cho dụ ta bấm nút rồi nha. Nãy nói gì? Em nói là món quà thì nó chưa có được chỉnh vô. Nếu mà không nói thì nếu mà đang nói thì em sẽ ok. Đây chị cầm cho, cảm ơn chị. Anh người em như thế nào? Em thấy lắm, tại vì nhà có mình Ngọc Châu, hai anh chị là đi hai người chị gái có gia đình ở riêng mình có mình chỉ con mình có mình Ngọc Châu sống là cũng ở mặt thôi. Vậy là ở với ba mẹ, dâu bây giờ là lập dâu rồi đúng không cô? Tại vì đây nè, ngay ra này cũng nói ngay ra này, ví dụ như mới cưới gì ở với ba mẹ, thì ở riêng thích thì ở riêng cô cũng có hai căn nhà có thuê, ví dụ như thích thích riêng thì cứ tại vì lấy một căn cho cháu ở ví dụ như vậy. Nhưng mà ví dụ như đi nói chung với cô chú á, lo cho ví dụ như là đi làm, chồng cháu uống nước rồi gì đó, nếu mà ở riêng thì chung lo đúng rồi. Nhà em
chia tay cách đây khoảng một năm ấy. Phải chuyện cũng lớn lắm, phải chuyện cũng lớn lắm giờ mới chia tay. Tại bạn đó thì gia trưởng em hiểu được là không có hợp được với nhau, không có hợp được với nhau vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Coi như là duyên nó chưa tới đúng không? Duyên nó chưa tới. Bây giờ mình chuẩn bị một cái tình mới được chưa? Cuộc tình mới được chưa? Vậy em nói luôn về cái gì luôn trai của em để chị trai cho bên kia biết luôn, để chị nói cho bên kia biết luôn. Em cũng vậy, em còn biết quan tâm chia sẻ với nhau, em cũng không thích đàn ông vô tâm, em không thích đàn ông hút thuốc. Vậy ngoại hình thì tương đối, cũng vậy, hai đứa là như là cô chú, cũng không quan tâm, giao với chị, tương lai tính giàu, tính tự là cô chú, 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 tính
vô tương lai này được không chú? Chú để vô cái chú để vô cái tập thông cái dạ. Alo à, alo à, mình cũng xin chia sẻ xin chia sẻ nãy giờ xíu mà nãy giờ qua của ta nói chuyện của ta nói chuyện của bên này thì thấy này thì thấy nữ này thì cũng nữ này thì cũng nói chung là cũng nói chung là cũng tạm được tạm được cũng không có cái cũng mà đánh đó biểu mà đánh đó thì thấy như vậy thì thấy cũng thấy thì gạo cũng thấy thì gạo thì nói chung là cũng được rồi thôi cũng được rồi thôi đáp ứng được hết cái nhu cầu đáp ứng được hết cái cây vô thì chỉ có cây vô này sửa bắt đầu cái này nay bắt đầu từ ngày nay lâu lắm á nó sửa cũng lâu lắm á để thay đổi cái đó để thay đổi cái đó nó bắt đầu lâu đổi bây giờ nó bắt đầu thay đổi bây giờ còn trẻ mà ha mình còn trẻ mà ha nhà gái coi qua coi nhà gái còn sao coi trời gái người ta dễ thương nhà gái người ta dễ thương ngời ngời gái được dễ thương gái được rất là tươi ha rất là tươi ha mà nói chuyện hơi nhỏ chút xíu hơi nhỏ làm văn phòng mình nói hai đồng người ta nói có hai đồng đúng không nhỏ quen đúng không? Lại chim đó, lại chim đó. Lại chim nuôi lớn lên, nuôi lớn lên. Nha, xinh gái vô, xinh gái vô, xinh gái nha, rất là xinh gái nha. Tươi là tươi luôn á. Khi nào lấy chồng? Khi nào lấy chồng? 53 năm, 5 hay 53 năm? Ai dạ chắc khoảng nhà trai ba khoảng nữa 23. 23, 23, 23. Dạ dạ 2, dạ dạ 2. 2 nha. 2 yêu nhau gấp quá, yêu nhau gấp quá, khoảng năm rưỡi thôi. Chính là cũng tới rồi á, chính là cũng tới rồi á. Dạ. Đến tuổi đẻ còn khó lắm, đẻ còn 30 đứa lên rồi đẻ 30 đứa lên rồi đẻ con hoặc là 30 là vừa 30 30 rưỡi 30 rưỡi là nha. Dạ. Bây giờ là mình